Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế với câu lạc bộ Manchester United. Thay vì diễn ra tại Anh, buổi kiểm tra lần này được thực hiện tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, nơi Ronaldo đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Ngay sau đó, Ronaldo và đại diện của Manchester United đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn từ tháng 6 năm 2023. Theo dự kiến, Ronaldo sẽ ra mắt các cổ động viên Manchester United vào ngày 11 tháng 9 tới đây trong trận đấu tiếp đón Newcastle United trên sân nhà. Cũng là một thông tin liên quan đến một cầu thủ Bồ Đào Nha và đang thi đấu tại thành phố Manchester. Trung vệ Ruben Dias đã gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Manchester City tới năm 2027. Điều đáng nói khi Ruben Dias mới gia nhập đội chủ sân Etihad ở mùa giải năm ngoái. Trước phong độ ấn tượng của trung vệ này, huấn luyện viên Pep Guardiola muốn gắn bó lâu dài với cầu thủ năm nay mới 24 tuổi.